Ngay khi tòa vừa tuyên, bà Thảo đã gục mặt xuống, nước mắt lã chã nói với báo chí, một bản án có bất công với con tôi. Suốt chặng đường từ phòng xử án ra xe, bà Thảo khóc không ngừng. Luật sư Phan Trung Hoài, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Thảo cho hay, bà Thảo cảm thấy rất thất vọng với bản án trên. Theo luật sư Hoài, tòa đánh giá về bản chất của vụ án, cách xử lý có nhiều điểm không đúng. Luật sư Hoài phân tích, nếu nói về cá nhân tôi với tư cách luật sư thì có 3 vấn đề từ phán quyết đó. Thứ nhất là đánh giá về quá trình, công sức đóng góp của vợ chồng chỉ mới thiên theo một phía, chứ toàn bộ lịch sử của Trung Nguyên bắt đầu từ khi thành lập tập đoàn là từ năm 1998, tức là sau khi vợ chồng kết hôn. Bà Thảo đã tham gia đóng góp cùng với chồng để duy trì, phát triển thương hiệu, nhất là mảng quốc tế. Nhưng tòa không nói tới công sức của người vợ thì đánh giá như thế là chưa toàn diện, đầy đủ và mới chỉ chấp nhận theo phần trình bày của ông Vũ. Tuy nhiên, phần trình bày đó cũng không phù hợp với các chứng cứ về phía bà Thảo đã cung cấp. Thứ hai là tỷ lệ cổ phần, bà Thảo không chỉ góp vốn. Tỷ lệ vốn góp cổ phần của công ty là sự phân định, phân công của hai vợ chồng, chứ bản thân tỷ lệ đó không phải là tỷ lệ mà giống như là ông Vũ góp nhiều hơn, bà Thảo góp ít hơn. Bởi tổng quan chung, công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên, hai vợ chồng chiếm tới 90%. Nếu xác định tài sản chung của vợ chồng thì phải là xác định là chia đôi. Điều này dẫn tới hệ lụy là tước bỏ quyền lợi, không chỉ là của người vợ mà là cái quyền của cổ đông trong việc tham gia điều hành Trung Nguyên, đó là cái quan trọng. Thứ ba là, tại phiên tòa Viện Kiểm sát đã có đánh giá rất xác đáng là yêu cầu phản tố, bản thân ông Vũ đã rút, không có một văn bản nào phủ nhận cái việc rút đó và trình tự các tài khoản trong yêu cầu phản tố đó chưa được các bên kiểm tra, đối chiếu và hòa giải. Tuy nhiên, tòa lại mặc nhiên coi là tài sản chung của vợ chồng, trong khi toàn bộ hồ sơ, giấy tờ, toàn bộ số tiền trong số tài khoản của cả bà Thảo phát sinh khi bà Thảo khởi kiện ly hôn cũng đã được thụ lý. Một phán quyết như thế không đảm bảo về mặt căn cứ pháp lý và gây ảnh hưởng về nhiều mặt đánh giá, bị sai lệch, làm ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi và lợi ích hợp pháp của bà Thảo. Sau nhiều ngày xét xử, hội đồng xét xử quyết định giao toàn bộ cổ phần của Trung Nguyên cho ông Vũ. Lý do nào khiến hội đồng xét xử đi đến quyết định này? Trước khi đi đến phán quyết cuối cùng vụ ly hôn và tranh chấp tài sản chung giữa nguyên đơn là Lê Hoàng Diệp Thảo và bị đơn là Đặng Lê Nguyên Vũ, 48 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên. Thẩm phán Nguyễn Văn Xuân khẳng định nếu chia cổ phần cho cả hai đương sự trong tập đoàn Trung Nguyên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp này. Do đó, hội đồng xét xử quyết định chia cho ông Vũ sở hữu toàn bộ số cổ phần của hai vợ chồng trong các doanh nghiệp trong tập đoàn Trung Nguyên. Ông Vũ có trách nhiệm tạo điều kiện để bà Lê Hoàng Diệp Thảo đầu tư vào doanh nghiệp cà phê mới. Như vậy mới giải quyết dứt điểm việc tranh chấp để cho doanh nghiệp và tập đoàn cà phê Trung Nguyên phát triển mạnh mẽ, giúp cho các đương sự có một cuộc sống mới ổn định, bền vững và hạnh phúc. Bởi các lẽ trên cần thiết giao toàn bộ cổ phần, tài sản cho ông Vũ sở hữu. Ông Vũ sẽ thanh toán chênh lệch tài sản. Về tài sản chung, ông Vũ được chia 60% cổ phần tại các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên, còn bà Thảo được chia 40%, nhưng số cổ phần của bà Thảo sẽ giao lại cho ông Vũ và ông Vũ có trách nhiệm hoàn lại bằng tiền cho bà Thảo. Theo thẩm phán, hội đồng xét xử khi đưa ra phán quyết đã căn cứ vào nguyên tắc tài sản chia đôi khi ly hôn nhưng có tính đến các yếu tố hoàn cảnh của gia đình và vợ chồng. Công sức đóng góp của vợ chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Hội đồng xét xử nhận định ông Vũ và gia đình đã sáng tạo ra cà phê Trung Nguyên nhờ vào tiền bán nhà của cha mẹ ông Vũ cùng tiền vay mượn, bằng chứng là giấy phép kinh doanh cấp cho ông Vũ và Đặng Mơ là cha của ông Vũ. Sau này thay đổi tên và bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh. Vì vậy có khẳng định về mặt đóng góp là thuộc về ông Vũ và gia đình. Điều này phù hợp với những trình bày của ông Vũ tại tòa. Tòa nhận định, khi thành lập doanh nghiệp, số lượng vốn góp đóng góp của ông Vũ bao giờ cũng nhiều hơn bà Thảo. Đây là điều cốt lõi xác định công sức đóng góp của hai bên. Bà Thảo nuôi các con ăn học và thường xuyên ở nước ngoài chăm các con. Chỉ có một mình ông Vũ quản lý Trung Nguyên. Ông Vũ chính là chủ Trung Nguyên và mang về lợi nhuận cao. Việc bà Thảo cho rằng ông Vũ mải mê thiền định mà không quan tâm đến công ty, nhưng căn cứ vào báo cáo kiểm toán, tổng lợi nhuận sau thuế của tập đoàn Trung Nguyên đều duy trì phát triển ở mức 650 tỷ đồng trở lên. Mặc dù thời gian các vụ kiện cáo ảnh hưởng nhưng công ty vẫn phát triển, nên tòa xem xét phải chia cho ông Vũ nhiều hơn nhưng vẫn phải đảm bảo công sức cho bà Thảo. Về tài sản là tiền, vàng có giá trị hơn 1.765 tỷ, hội đồng xét xử nhận thấy trong trường hợp không có căn cứ chứng minh tài sản đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đang tranh chấp là tài sản chung. Do đó, về nguyên tắc, khoản tiền trong tài khoản của bà Thảo gửi được tính lãi và bà Thảo đã được hưởng, ông Vũ không yêu cầu tính lãi là có lợi cho bà Thảo. Hội đồng xét xử xác định số tiền này là tài sản chung sẽ chia đôi nhưng có tính đến công sức đóng góp của cả hai bên. Theo đó, tòa giao cho bà Thảo tiếp tục quản lý tài sản này, số tiền chênh lệch được cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo.
Theo tính toán của hội đồng xét xử, bà Thảo đang sở hữu số tiền bà đang quản lý là 1.765 tỷ. Ông Vũ được sở hữu cổ phần tại công ty trị giá 5.600 tỷ. Tổng cộng số tài sản vợ chồng trừ bất động sản là hơn 7.000 tỷ. Nếu chia cho ông Vũ 60% tài sản thì sẽ tương đương là 4.000 tỷ, bà Thảo 40% tương đương hơn 3.000 tỷ. Khối tài sản bà Thảo đang được sở hữu là hơn 3.000 tỷ, ông Vũ là hơn 4.800 tỷ. Khấu trừ, ông Vũ phải thanh toán chênh lệch cho bà Thảo là 1.200 tỷ. Hội đồng xét xử yêu cầu ông Vũ giao số tiền chênh lệch từ các cổ phần cho bà Thảo. Nếu khi bản án có hiệu lực mà ông Vũ không giao thì sẽ tính theo lãi suất theo quy định của ngân hàng. Hội đồng xét xử cho vợ chồng ông Vũ ly hôn, giao 60% tài sản và quyền điều hành tập đoàn cà phê Trung Nguyên này vì có công nhiều hơn. Chiều ngày 27 tháng 3, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra phán quyết về vụ án ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo, 46 tuổi và ông Đặng Lê Nguyên Vũ, 48 tuổi, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Sau hơn một tiếng tóm lược về yêu cầu khởi kiện của bà Thảo và công bố khối tài sản tranh chấp giá trị gần chục nghìn tỷ đồng, hội đồng xét xử tuyên chấp thuận cho vợ chồng họ ly hôn. Bà Thảo và ông Vũ từng có thời gian dài hạnh phúc, nhưng về sau mâu thuẫn trầm trọng trong việc nuôi dưỡng các con, điều hành công ty. Tình yêu không còn, mục đích hôn nhân không đạt được, nếu kéo dài hai bên đều khổ. Việc cho đương sự ly hôn là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với nguyện vọng của cả hai. Tòa ghi nhận thỏa thuận của cả hai bên, giao cho các con bà Thảo chăm sóc, nuôi dưỡng. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng mỗi năm tính từ năm 2013 cho đến khi học xong đại học. Hơn 2 tiếng đứng theo hội đồng xét xử phát biểu quan điểm và đưa ra phán quyết, ông Vũ có vẻ ưu tư, không thể hiện nhiều cảm xúc. Còn khi bà Thảo luôn cúi đầu trầm ngâm, vẻ mặt mệt mỏi, bà thu mình trên ghế, bàn tay liên tục xoắn vào nhau. Về tranh chấp tài sản, tòa xác định tổng cộng ông Vũ, bà Thảo sở hữu khối tài sản trị giá hơn 5.700 tỷ đồng trong các công ty thuộc tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Theo nguyên tắc, việc chia tài sản chung là chia đôi có tính đến các yếu tố hoàn cảnh gia đình của vợ chồng, công sức đóng góp của cả hai trong việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung. Ai có đóng góp nhiều hơn thì được chia phần nhiều hơn. Căn cứ vào các tài liệu có cơ sở xác định, ông Vũ là người sáng lập cà phê Trung Nguyên nhờ vào tài sản là bán hai căn nhà của bố mẹ và vay mượn tiền của nhiều người. Hội đồng xét xử nhận định, ông Vũ đứng tên giấy phép kinh doanh, phát triển công ty, về sau giấy phép có thêm ông Mơ là cha của ông Vũ. Sau nhiều năm thay đổi, tăng vốn điều lệ, trải qua các giai đoạn phát triển, ông Vũ Mơn luôn giữ chức danh, chủ tịch và là người điều hành công ty, mang nhiều về lợi nhuận cao. Hội đồng xét xử đánh giá, công sức đóng góp của ông Vũ nhiều hơn. Từ khi thành lập doanh nghiệp, số lượng góp vốn của ông Vũ luôn nhiều hơn bà Thảo. Bà Thảo nuôi các con ăn học và thường xuyên ở nước ngoài để chăm sóc các con. Đây là điều cốt lõi xác định công sức đóng góp của ba bên. Tòa bác quan điểm của bà Thảo rằng, ông Vũ nhiều năm liền mải mê thiền định mà không quan tâm đến công ty, bởi căn cứ vào báo cáo kiểm toán, tổng lợi nhuận thuế của tập đoàn cà phê Trung Nguyên những năm đó đều duy trì phát triển ở mức 650 tỷ đồng trở lên. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng cần thiết giao cho ông Vũ quyền điều hành Trung Nguyên, có như vậy mới đảm bảo được quyền lợi của đương sự. Chia cho ông Vũ phần hơn nhưng tòa cũng xem xét đảm bảo cho công sức của bà Thảo. Bà Thảo là người phụ nữ thông minh, có nhiều công sức trong việc chăm sóc bốn con ăn học và có nhiều công sức phát triển công ty. Do vậy, tòa không chấp nhận đề nghị của ông Vũ 70% trên 30% hay bà Thảo 51% mà chia cho ông Vũ 60%, bà Thảo 40%. Tuy nhiên, tòa chấp nhận đề nghị của ông Vũ, cho rằng việc chia cổ phần cho cả hai bên sẽ gây khó khăn cho việc hoạt động của doanh nghiệp nên để ông Vũ sở hữu các cổ phần của bà Thảo. Ông Vũ có trách nhiệm trả tiền cho bà Thảo tương ứng với giá trị cổ phần sở hữu. Phương án này sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Đối với hàng chục bất động sản, tòa ghi nhận sự thỏa thuận của cả hai bên, giao cho ông Vũ sở hữu 6 căn nhà đang quản lý trị giá hơn 350 tỷ đồng, bà Thảo sở hữu 7 nhà đất giá trị giá hơn 375 tỷ đồng, bao gồm căn nhà trên đường Tú Xương quận 3 nơi bà Thảo và các con đang sinh sống. Bà Thảo có nghĩa vụ trả lại cho ông Vũ phần chênh lệch 12,5 tỷ đồng. Về tài sản tiền, vàng trị giá 1.764 tỷ đồng thay vì là 2.100 tỷ đồng, bà Thảo đứng tên tại ngân hàng. Hội đồng xét xử xác định đây là tài sản chung và bà Thảo phải chịu trách nhiệm. Cả hai đều không được đưa ra làm các chứng cứ, chứng minh tài sản riêng, cũng như sử dụng vào việc gì. Vì vậy, theo nguyên tắc chia đôi, nhưng có tính đến công sức đóng góp của cả hai bên. Tòa tiếp tục giao cho bà Thảo quản lý số tiền này và cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo. Theo tòa, tổng cộng tài sản chung của bà Thảo ông Vũ sau khi trừ bất động sản là 7.000 tỷ đồng. Chia theo tỷ lệ 60-40, ông Vũ được nhận số tài sản trị giá tương đương 4.000 tỷ đồng, bà Thảo nhận được số tài sản tương đương 3.000 tỷ đồng.
Hiện bà Thảo đang quản lý số tiền trị giá 1.764 tỷ đồng tại ngân hàng. Do đó, sau khi cấn trừ, ông Vũ có nghĩa vụ thanh toán cho bà Thảo thêm 1.220 tỷ đồng. Về án phí ly hôn, bà Thảo phải chịu trách nhiệm 300.000 tỷ đồng và 33 tỷ đồng. Án phí chia tài sản, ông Vũ phải nộp 48 tỷ. Kết thúc phiên xử, bà Thảo ôm mặt khóc. Bà nói, quá bất công với mẹ con tôi, rồi bước nhanh ra về. Ông Vũ trông khá vui vẻ. Trước đó, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên các quan điểm như ngày hôm 25 tháng 2 về việc giải quyết yêu cầu xin ly hôn, con chung của bà Thảo và ông Vũ. Về quy trình tố tụng, kiểm sát viên cho rằng quá trình thụ lý vụ án hội đồng xét xử thực hiện đúng nhưng vẫn còn một số sai sót như chưa mở phiên họp công khai chứng cứ chứng minh yêu cầu phản tố của bị đơn. Sau khi có xác minh tài khoản ngân hàng, thẩm phán không mở phiên tòa hòa giải, yêu cầu chi tiền vàng 2.100 tỷ đồng là yêu cầu mới phát sinh tại tòa. Bị đơn rút yêu cầu nhưng chủ tọa không đình chỉ nên phải cho hai bên trình bày ý kiến và yêu cầu phản tố. Tòa không triệu tập đúng người đại diện của ngân hàng. Viện Kiểm sát đã công bố công văn đề nghị tòa khắc phục nhưng đến nay tòa vẫn chưa thực hiện. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử khắc phục các vi phạm trên để có cơ sở giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, đúng quy định của pháp luật. Trong phiên làm việc sáng nay, hội đồng xét xử xác định khối tài sản 2.100 tỷ đồng đứng tên bà Thảo trong các ngân hàng chỉ còn lại là 1,3 tỷ. Phía bà Thảo thừa nhận số tài sản có trong ngân hàng trước đó hình thành trong thời kỳ hôn nhân, song phủ nhận đó là tài sản chung của hai vợ chồng. Đề nghị tòa bác yêu cầu chia 70-30 của ông Vũ. Bà Thảo và ông Vũ có 4 con. Năm 2015, sau thời gian dài có nhiều mâu thuẫn, bà Thảo gửi đơn ly hôn, đề nghị được nuôi các con hưởng 51%, tương đương là 2.114 tỷ đồng, trong công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên, công ty nòng cốt chiếm phần lớn giá trị của tập đoàn. Phía ông Vũ đề nghị hưởng 70% trong hơn 2.100 tỷ đồng tại ngân hàng, 70% giá trị cổ phần tại các công ty thuộc tập đoàn Trung Nguyên và sẽ thanh toán lại tài sản cho bà Thảo bằng tiền mặt đối với số cổ đông phần còn lại. Cả hai đều giành quyền điều hành công ty mang thương hiệu cà phê Trung Nguyên. Ông Vũ cho rằng bà Thảo không phải là người đồng sáng lập mà do ông và gia đình làm chủ. Năm 1996, để có vốn thành lập doanh nghiệp, cha mẹ ông đã bán nhà để có tiền phát triển công ty. Ông là linh hồn, trí tuệ và trái tim của Trung Nguyên. Hiện Trung Nguyên có 200.000 quán cà phê trên cả nước và đang có những đột phá mạnh mẽ trong cả nước và nước ngoài. Việc giao cho ông điều hành Trung Nguyên là tính đến lợi ích lâu dài của doanh nghiệp. Trong khi đó, bà Thảo cho rằng trước hết khi kết hôn, ông Vũ đã làm ăn thua lỗ và trắng tay. Chỉ khi hai người kết hôn, nhờ vào sự hỗ trợ của bà, ông Vũ mới vực dậy được công việc kinh doanh. Ngoài ra, bà cũng đưa ra khẳng định chứng minh bà chính là người đóng góp cho bố mẹ của ông Vũ.